Xin chào tất cả các mẹ, hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Hãy để Kid Plaza giúp bạn. Hôm nay Kid Plaza sẽ giới thiệu với các mẹ một dòng sản phẩm vô cùng hữu ích cũng như tiện lợi, giúp mẹ có thể giữ ấm bình sữa cho bé một cách tốt nhất vào mùa đông. Đó là dòng sản phẩm túi sữa ướp nhiệt của thương hiệu Aven, một trong những thương hiệu uy tín. Với dòng sản phẩm này sẽ giúp mẹ có thể giữ được sữa của bé có thể giữ ấm cũng như giữ lạnh một cách tốt nhất. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một vài đặc điểm của chiếc túi sữa ướp nhiệt này ạ. Như các mẹ có thể thấy trên tay tôi, đây là chiếc túi giữ ướp nhiệt SCF150 của thương hiệu Aven. Với sản phẩm được làm bằng chất liệu cao cấp, phía bên ngoài được làm bằng chất liệu vải rất là cao cấp, mềm mịn ạ. Phần phía bên trong được tráng một lớp bạc sẽ có tác dụng giữ nhiệt tốt hơn. Đây là phần phía bên trong mẹ có thể nhìn thấy ạ, được tráng bằng một lớp bạc ạ. Có tác dụng giữ nhiệt rất là tốt ạ. Thiết kế phần khóa chắc chắn nên sẽ giúp giữ được bình sữa một cách tốt nhất, không bị xô đẩy cũng như là không bị rơi ạ. Có thiết kế thêm phần quai đeo ạ. Với phần quai đeo được thiết kế chắc chắn, có thể tháo độ rộng phù hợp một cách linh hoạt, giúp người đeo có thể đeo dễ dàng hơn. Ngoài ra thì với thiết kế rất là đẹp mắt, đơn giản và gọn nhẹ cũng như là đa năng thế này sẽ giúp mẹ có thể sử dụng cách tiện lợi nhất. Cùng với đó là chiếc túi giữ nhiệt này có thể giữ ấm hoặc là giữ lạnh lên tới 4 giờ, giúp mẹ có thể giữ được các đồ như là có thể giữ được bình sữa hoặc là nước hoa quả cho bé để bé có thể uống được một cách ngon hơn. Với sản phẩm chiếc túi giữ nhiệt này thì có thể được 2 bình sữa hoặc là nếu mà túi ly chứa sữa thì mẹ có thể được 4 ly ạ. Ngoài ra thì với thiết kế rất là gọn nhẹ và đơn giản sẽ giúp mẹ có thể di chuyển cũng như là mang đi xa một cách tiện lợi hơn. Cùng với đó là sản phẩm rất hữu ích cho các mẹ cho bé uống sữa vào buổi tối, như là mẹ pha sữa sẵn sau đó là cho bé uống lần tiếp theo, và tích vào chiếc túi này sẽ giúp mẹ tiết kiệm được thời gian hơn và cũng như là sẽ có sữa cho bé uống ngay lập tức mà không thì bé khó chịu cũng như là bé cảm thấy đói quấy khóc ạ. Ngoài ra thì sản phẩm cũng rất tiện lợi cho các bé khi đi nhà trẻ hoặc là khi đi chơi xa thì mẹ sẽ pha sẵn sữa và được sẵn trong chiếc túi giữ nhiệt này ạ. Để ạ, ngoài ra thì với dòng sản phẩm này sẽ giữ cho sữa hoặc là nước hoa quả không bị giảm chất lượng mà vẫn đảm bảo được độ thơm ngon như ban đầu ạ. Hy vọng với dòng sản phẩm rất là tiện lợi này sẽ giúp mẹ chăm bé được một cách tốt hơn cũng như là đảm bảo cho bé có những đồ uống ngon nhất ạ. Hiện sản phẩm đang được bày bán rộng rãi trên tất cả các cửa hàng của hệ thống Kid Plaza. Mẹ có thể truy cập vào website kidplaza.vn hoặc gọi điện từ số hotline 1900 6090 để được tư vấn hỗ trợ và đặt hàng một cách tốt nhất. Kid Plaza xin cảm ơn và hẹn gặp lại các mẹ.